những lời khuyên dành cho tất cả mọi người. Mời các bạn cùng xem nhé. Hãy nghĩ ra cách kiếm tiền như thế nào, chứ không phải tiết kiệm tiền như thế nào. Có buồn chán đến mấy cũng không lớn tiếng kêu than, phải giữ được sự bình tĩnh. Khi thích một thứ gì đó, hãy tự nỗ lực kiếm tiền mà mua. Nói ít làm nhiều, nếu có thể thì đừng ngồi, vận động thích hợp hơn. Không nên nghĩ rằng chỉ cần tìm được một người đàn ông nhiều tiền thì cái gì cũng có. Nếu không thích công việc hiện tại, hãy thay đổi nó, còn không hãy im lặng mà làm, đừng phàn nàn. Khi hiểu rõ một vấn đề, hãy mạnh dạn từ bỏ. Có thể không đồng thuận, nhưng cần có sự tôn trọng. Khi chưa đưa ra được quyết định, hãy để thời gian giúp bạn. Nếu không có cách nào quyết định, hãy làm rồi mới nói, bằng lòng với sai lầm, không được oán hận. Nhất định phải là một người có giáo dục. Khi bị phản bội, hãy học cách khoan dung người khác. Nếu giúp được ai thì hãy giúp, nhất định không dồn họ vào chân tường, mặc dù làm được điều này là rất khó. Không nên giữ thù oán, nếu có thể không gây tổn thương cho người khác thì đừng gây. Không ai ở với ai cả cuộc đời, một số việc không nên giữ trong lòng. Tiền rất quan trọng, nhưng không được phép dựa vào người khác hoặc bố mẹ. Không quá đề cao khả năng của mình trước tập thể, bởi khi rời xa, bạn sẽ phát hiện ra rằng không có bạn, mặt trời vẫn chiếu soi bình thường. Sự việc trong quá khứ, hãy cho nó trôi qua, nhất định phải bỏ qua. Cho dù mất đi tất cả, cũng không được để mất đi nụ cười, tâm thái quyết định tất cả.